chúng con. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nâu vô cùng đớn đau. Chúng ta dâng nén nhang để tìm việc ông, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để đón ông về được nhân thứ Chúa. Thay mặt gia đình, hết lòng cảm ơn quý anh chị đã dành những thời gian quý báu đến để an ủi, chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, cha ông của chúng con. Lần nữa chúng con xin Thiên Chúa toàn năng là cha nhân lành trả công bồi hậu cho quý vị. Gia đình chúng con xin bái tạ.
em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến nơi gọi là Đồi Sò, họ đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết là để giải thoát chúng ta khỏi cái ấp nô lệ tội lỗi. Rồi Chúa lên trời là để mở cửa nước trời, để đưa chúng ta vào cuộc sống mới, cuộc sống trong nước Chúa, cuộc sống chan hòa yêu thương và bình an. Cho nên Chúa Giêsu giáng thế làm người, Chúa bày tỏ cái tình yêu vô biên, cái tình yêu hội nhập và hòa mình lại với cuộc sống nhân loại, rồi cái tình yêu dấn thân phục vụ cho sự sống của con người, rồi tình yêu là tình yêu hy sinh. Chúa phải hy sinh chịu chết để giải thoát chúng ta khỏi ác nô lệ tội lỗi. Rồi một bước thứ tư đó là tình yêu đổi mới. Chúa đổi mới cuộc đời của mỗi người chúng ta từ cái thân phận nô lệ tội lỗi chúng ta sang thân phận làm con của Chúa, làm anh em của mọi người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã mở ra con đường tình yêu cứu độ cho mỗi người chúng ta đi đến sự sống mới, trang hòa yêu thương và bình an của Chúa. Người cầm lấy bánh tạ ơn mẹ.
Hãy thức dậy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa đã dùng bí tích thánh thể tăng cường sức sống cho chúng con. Nhờ hiệu lực của bí tích này, xin Chúa thanh tẩy Phêrô là người đã được nhận vào dân thánh Chúa. Xin cho Phêrô được mãi mãi hưởng bình an của Đức Kitô, đương hành sống dài ẩn khi muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc cùng dân Chúa bây giờ và cho đến muôn đời. Chúa phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là nhân cao thành trời đất. Xin thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Đức Hồng Vi, cô Bảy rất kính mến và toàn thể tăng quyến giờ đây, cha Hà trưởng, Hà thủ tiên,
xin đại diện cho Hà cũng như giáo sứ Mỹ Hòa, giáo sứ Tân Lộc và gia đình trung tâm phục vụ tổng giáo hội Sài Gòn có đôi lời thân thương với Đức Hồng Y và cô Bảy. Chúng con kính mời cha. Trong kính Đức Hồng Y, kính mến thưa cô Bảy và toàn thể tham quyến, con xin được đại diện cho các linh mục có thể chung và linh mục giáo là thủ viên, các giáo sư gần đây, giáo sư Mỹ Hòa, giáo sư Công Thành, giáo sư Tân Lập, cũng như các cha trong tâm trung tâm mục khu của tổng giáo phận, các cha giáo bên đại chủng viện và tất cả, chỉ còn xin được thành kính phần yêu với Đức Hồng Y với cô Bảy. Trong khi tang ông Bảy ra đi thì con cũng thấy là rất là nhanh, thì ở nhà bên Mỹ về có mấy ngày là ông Bảy trở về với Chúa. Trước khi ông Bảy đi Mỹ thì ông Bảy có tâm sự với con, chỉ nói là con thấy như là Chúa muốn định cho con một cái việc làm khác, một cái việc làm đâu đó mà con chưa có biết được, nhưng mà con cảm thấy ý của Chúa dường như muốn như vậy, có lẽ đây là đường lối ý của Chúa muốn cho vậy, trở về với Chúa và có thể gần bên Chúa để cầu nguyện cho tất cả Hồng Y của Bảy và tất cả chúng con. Chúng con xin thành kính thân yêu với Hồng Y của cô Bảy với tất cả gia đình. Và chúng con cầu nguyện cho Hồng Bảy để Chúa, cầu nguyện cho Hồng Y và cô Bảy được nhiều sức khỏe để cùng với Chúa. Chúng con xin cúi đầu để kính chào ông Bảy, Hồng Y và cô Bảy. Tất cả chúng ta chúng ta cúi đầu. Xin cảm ơn tất cả quý cha bà con dự lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô hôm nay. Tôi đại diện cho gia đình để cảm ơn mọi người đã được đi cầu nguyện để xin Chúa đón nhận nguyện bảy đó mang về với Chúa. Xin chân thành cảm ơn. Trong niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh, gia đình chúng con xin dâng người cha, người ông thân yêu của chúng con lên trước thiên nhan Chúa qua lời cầu nguyện và dâng thánh lễ của Đức Hồng Y và quý cha. Ngày hôm nay gia đình chúng con cúi đầu xin vâng khi thánh ý Chúa đã được thực thi tại gia đình chúng con, và trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa linh hồn Phêrô, ông cha của chúng con. Trong tâm tình yêu thương mà Đức Hồng Y và quý cha đã đến để an ủi, chia buồn và đặc biệt là dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, cha ông của chúng con ngày hôm nay. Nghĩa cử yêu thương cao đẹp này, gia đình chúng con xin ghi tạc trong tận tấm lòng của chúng con. Và con xin được thay mặt cho gia đình các em chúng con từ Mỹ chưa trở về được Việt Nam, các cháu của chúng con chưa kịp về Việt Nam, để nói lời cảm tạ tri ân đến Đức Hồng Y, quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý vị khách quý đã đến để an ủi chia buồn và đặc biệt là cầu nguyện cho cha ông chúng con. Một lần nữa xin Thiên Chúa tình yêu đổ tràn đầy hồng ân đến cho Đức Hồng Y, quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý vị. Gia đình chúng con đồng bái tạ. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn
Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi, cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Dưỡng dụng con cái biết theo đạo lành. Hôm nay Chúa tự sinh nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian. Chúng con kể quỳ danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng an thân. Xin được chân thành cảm ơn quý sơ đã đến chia buồn và dâng kinh nguyện để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, cha ông của chúng con. Một nghĩa cử rất cao đẹp, rất tình thân, rất yêu thương mà quý sơ đã dành cho gia đình chúng con. Trong giây phút gia đình chúng con có những nỗi đau, nỗi mất mát một người cha, người ông đã xa chúng con, nhưng những sự an ủi, chia buồn của quý sơ và đặc biệt là những lời cầu nguyện cho linh hồn cha ông chúng con làm cho gia đình chúng con cảm thấy ấm cúng lại. Chúng con cảm thấy được an tâm hơn khi chúng con dâng phó linh hồn Phêrô. Gia đình chúng con xin dâng phó linh hồn Phêrô cho Chúa để xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào với Chúa. Một lần nữa con xin được thay mặt gia đình hết lòng cảm ơn quý sơ đã dành thời gian đến để an ủi chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô cha chúng con. Xin nhận chúng con lời tri ân và chúng con xin được cúi đầu bái tạ. Còn sống xa quê nhà vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha, như tuổi thơ con được cha ôm ấp dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nơi thăm rừng xa. Kính thưa Tam Quý, được tin ông Phêrô Chúa gọi về, chúng tôi anh em hội đồng mục vụ giáo khu Cát Minh thay mặt cha xứ, thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mỹ Hòa đến đây chia buồn cùng Tam Quyến. Xin Chúa an ủi và ban sức nâng đỡ tinh thần cho Tam Quyến trong lúc bối rối này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó nghèo nói. Nhưng con người chúng ta vẫn mang tin nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc, nhất là những thành viên trong gia đình, trong giáo xứ.